Dạ, Đinh Lan xin kính chào quý vị khán giả xem kênh. Lâu rồi Đinh Lan không có lên clip. Ngày hôm nay trở lại làm clip về chủ đề đề tài nông nghiệp. Thì có nhiều nhiều người khán giả ở những địa phương Đà Nẵng, Phú Yên, Bình Định có gọi cho Đinh Lan hỏi là bây giờ họ có mấy chục hecta gì đó, họ muốn chuyển đổi canh tác trồng cây gì để mà phát triển kinh tế. Thì Đinh Lan cũng gửi những cái thông tin đó cho những anh kỹ sư nông nghiệp trên cái nhóm của Đinh Lan để có thể tư vấn được cái vùng đất ở đó có thể trồng được cây gì phù hợp để phát triển kinh tế. Còn cái clip này thì Đinh Lan chỉ cài 5 phút để thông báo cho mọi người, là tại vì các anh cũng không có muốn là ok cái vụ drama Nguyễn Phương Hằng lại dính vô trong cái trang YouTube này, cho nên Đinh Lan đã có mở một cái trang YouTube khác chuyên về đề tài nông nghiệp. Nhưng mà vì lâu ngày không xuất hiện thì mọi người cũng có thể lo lắng, hoang mang. Cho nên Đinh Lan nói là đề án về nông nghiệp, trồng cây dược liệu, trồng cây trồng cây phát triển cây dược liệu của Đinh Lan làm thì cũng mất khoảng 2 đến 3 tháng mới hoàn thành đề án. Do vậy thì cũng phải tuân thủ theo luật pháp Việt Nam, đó là xin với giấy phép của Bộ Truyền thông Thông tin là đề tài Đinh Lan nói về vấn đề gì. Ví dụ như đề tài nông nghiệp thì Đinh Lan sẽ, và trồng cây dược liệu thì Đinh Lan sẽ có cái đề án. Thì hiện tại trên tay Đinh Lan là 4 cái cuốn từ điển về thực vật dược của do trường y dược Lê Hữu Trác, bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Hồng Điệp là tác giả. Đây là lưu hành nội bộ, Đinh Lan học ở trường Lê Hữu Trác. Thì trong một cuốn catalog như thế này gồm có 100 dược liệu, 4 cuốn là 400 cây. Đây là cuốn 1. Cuốn 2. Cuốn 3 và cuốn 4 ha. Tất cả trồng cây loại gì, thổ dưỡng như thế nào thì đều có hình ảnh rõ ràng. Cho nên là hy vọng là sắp tới có thể có được một cái đề tài giúp cho bà con phát triển kinh tế được về trồng cây dược liệu để cung cấp cho những cái công ty dược ha. Tạo một cái công ăn việc làm cho người dân khi có những cái mảnh đất nhà rỗi và họ không biết làm gì, thì Đinh Lan canh về chủ đề đề tài nông nghiệp của Đinh Lan sẽ giúp bà con sẽ phát triển kinh tế tự có thể lo được cho bản thân mình, gia đình mình, và có đóng góp một phần cho xã hội để không cần phải nhập cái nguồn dược liệu từ Trung Quốc vào Việt Nam nữa. Tại vì theo đó mọi người cứ lên Google mà tìm kiếm thì hàng năm thì Việt Nam vẫn phải có những cái loại dược liệu trồng không được, phải nhập từ Trung Quốc vào. Do nên thì nếu mà cải tác được, canh tác được ở tại vùng đất ở Việt Nam, những cái vùng Tây Nguyên, những cái vùng mà chỗ nào đó phù hợp cho những cái cây nào dược liệu để tăng tính dược lý, thì Đinh Lan sẽ hướng dẫn cho bà con. Dạ, thông tin chỉ có vậy. Còn cái vụ mà cái trang này Đinh Lan vẫn giữ làm kỷ niệm để làm một cái bằng chứng trước tòa hay là cho tất cả mọi việc, thì hoàn toàn tôi là Đinh Thị Lan, nhà ở 140/22 đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Số điện thoại Zalo 0931208805. Câu cuối khi kết thúc cái clip, Đinh Lan nói rằng tất cả chúng ta phải tuân thủ theo pháp luật, không ai được quyền vu khống, lăng mạ, xuyên tục, xuyên tạc, kích động bất cứ một người nào để tấn công người nào. Đó là hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam. Đề nghị tất cả mọi người nên tuân thủ thì mới đảm bảo cái sự an toàn cho chính mình và cho cả xã hội ha. Không ai được quyền nha, không ai được quyền tấn công, bôi nhọ hay là xuyên tạc bất cứ một điều gì cả. Mọi việc thì để cơ quan điều tra làm việc. Chào mọi người.